Ôi, một búa. Ây à. Ây à. Được đấy, không sao, không sao, không sao. Ui. Ui. Ui thơm thế. Phía trong này là lá măng mật à em? Ừ. Quả dao này uy tín nha. Lấy bát nha. Lấy cái bát. Cứ để tạm ra cái mâm nhé. Đấy. Ăn cái gì mình chỉ ăn một thứ này thôi, nó mới ngon này. Đây rồi, bắt đây rồi. Đây. Để thêm mình làm nước chấm nhỉ? Mình làm nước chấm. Ngon quá này. Này khác gì dân chuyên nghiệp đâu mà. Đúng rồi. Này là mình có khi anh em mở nhà hàng bán tốt chứ. Hôm nay em làm con gâu gâu ấy thì anh Quý anh cũng nghe bảo anh Hải sang đây, nhất định cô anh bảo thế để à? Tôi vào tôi quay đạo diễn cho bạn để thưởng thức. Lâu lắm rồi không được gặp anh Hải rồi, cũng xem kênh rất là nhiều mà hôm nay được gặp là đấy, mấy cái tỏi này là tí nữa chú cứ để riêng nhá. Tí anh em là cầm gặm nhá. Ngon quá. Đấy.